Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì cũng theo cái yêu cầu của tất cả các em học sinh khối 6 không nào, trên kênh của thầy, thì thầy các em comment rất là nhiều để yêu cầu thầy cho cái đề kiểm tra một tiết của cái môn toán hình của cái tuần 14, đúng nào, kiểm tra một tiết. Như vậy thì thầy cũng tuy rất là bận nhưng mà thầy cũng đã sẽ quay cho em một cái đề này và ngày mai một cái đề nữa. Ok. Như vậy thì các em mà chưa đăng ký vào kênh của thầy thì nhớ đăng ký vào kênh, nhấn vào chữ đăng ký và nhấn vào cái chuông, nhớ like, comment, chia sẻ video giúp thầy các em nha. Còn ở trong kênh sách giáo khoa thì đã có hoàn toàn miễn phí rồi, đã có tất cả các bài và thậm chí thầy đã ôn tập chương 1 ở trên đó. Nên chúng ta vào trong kênh của thầy, gõ YouTube, gõ thầy Quang vào danh sách phát thì chúng ta sẽ xem các em nhé. Toán lý sinh của khối 6. Ok. Trong một lý hôm nay thầy sẽ quay những em ở đề 1. Cái này gọi là cái đề 1 em nhé. Đề 1. Như vậy thì cái này, thủ tục này các em phải làm vô rồi. Bây giờ ở đây thầy sẽ cho các em một cái đề thi mà trong đó trắc nghiệm thì gồm có 4 điểm và phần tự luận là 6 điểm. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Chúng ta làm phần trắc nghiệm các em nhé. Ta đi sang câu số 1. Ở đây thầy cho có 8 câu, mỗi câu 0,5 điểm. Ok. Nghĩa là ở đây chỉ là cái đề tham khảo, thầy nói trước này. Nó là đề tham khảo chứ thầy không biết chắc chắn là chúng ta, cái đề của chúng ta nó lại rơi vào ở cái bài nào và ở dạng nào và mức độ khó dễ như nào thì theo tùy vùng miền ở Hà Nội khác, thành phố Hồ Chí Minh khác, ở Cần Thơ khác, ở Bà Rịa Vũng Tàu khác các em nhé. Ok. Mang tính chất tham khảo thôi nha các em nha. Câu 1. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu. Cứ mọi câu thầy sẽ tiến hành phân tích để cho em hiểu. Được chưa nào? Nếu này, ở đây khi á mà cái đoạn AB, đây thầy vẽ nhanh thôi nha. Điểm M nằm giữa, thứ nhất là nó phải gì? Nó phải nằm giữa. Nằm giữa và nằm phải nằm chính giữa, và đồng thời cái điểm M này này, cái điều kiện để mà nó trung điểm nó có hai điều kiện em. Điều kiện thứ nhất là nó phải nằm chính giữa hai điểm A và B, và đồng thời điểm M này phải cách đều ở hai điểm A và điểm B, nghĩa là hai đoạn này bằng nhau, thể hiện là cách đều. Như vậy thì nó vừa nằm giữa và vừa cách đều thì nó mới là trung điểm của đoạn thẳng AB theo cái định nghĩa mà chúng ta đã biết rồi ha. Ta xem từ câu A, B, C, D câu nào đúng nha. Câu A, M cách đều hai điểm AB chứng tỏ thiếu nằm giữa ha. Câu B, M nằm giữa hai điểm AB, như vậy chứng tỏ câu A và câu B kết hợp lại thì sẽ đúng này. Câu C nữa nha. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm AB chứng tỏ là câu này rồi. Câu C. Câu D cả ba câu trên đều đúng thì chắc chắn ở đây chúng ta sẽ chọn là câu C. Câu C nó thể hiện đầy đủ các ý để M này chính là trung điểm của AB. Các em hiểu chưa nào? Cứ thầy làm từ đâu thì thầy sẽ giải thích tới đó, và nếu như các em không hiểu nữa thì có thể comment ủng hộ thầy nha. Ok. Câu số 2, ở 1 đây là 1C nha. Câu 2, tại vì thầy chọn trực tiếp ở trên đề luôn. Tí thầy sẽ quay lại một lần nữa để các em thấy một cách tổng quát nha. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L, đây, ở đây người ta không nói là nó là trung điểm. Đây là K với L đi. Thì lấy một điểm M nằm ở đây. Thôi nè, nghĩa là ở đây chúng ta có hai đoạn này. Đoạn thứ nhất là KL này, thầy nói KM này. Đoạn thứ hai gì? ML. Đoạn thứ ba, đoạn tổng là KL. Như vậy thì theo cái bài số 4 ấy, khi nào AM cộng MB bằng AB khi M nằm giữa, chứng tỏ là gì? Ở đây chúng ta có là KM này cộng ML thì bằng KL. Như vậy thì ở đây chúng ta xem đây. MK. MK nghĩa là KM là khi chúng ta viết KM hay là MK thì nó như nhau các em. Nghĩa là MK cũng như là KM. Cái này như nhau nha, giống nhau nha. ML cũng như là LM giống nhau. Nó không gì thay đổi cả. Thì cái đáp án này này, cái đáp án A này này giống cái đáp án của thầy ở đây nha các em nha. Có nghĩa là đáp án A đúng không? Câu B là MK cộng KL bằng ML, chắc chắn câu này sai ha. ML cộng KL bằng MK sai luôn ha. Một kết quả khác chứng tỏ ở đây là sẽ là câu gì các em? Câu A. Các em có hiểu chưa? Tùy theo
Đề có thể là ở một số địa phương cho 100 trăm tự luận em ạ. Cũng có một số địa phương là theo cái đề bài là người ta cho trắc nghiệm kiểu thầy đây nha, tùy theo nha. Rồi câu số 3 em. Như vậy đây chúng ta chọn câu A nha. Câu số 3. Cho đoạn thẳng MN là bằng 8 cm, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BQ. Như vậy thì đoạn thẳng BM bằng bao nhiêu? Như vậy này. Hello. Ở đây điểm M là trung điểm của đoạn thẳng MN nhé. Cái đề bài thầy đánh nhầm nha. Ở đây thầy nhầm vô đây một xíu. Ở đây cứ để BQ đi em. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BQ nha. Vẫn là BQ. Như vậy thì ở đây chính là cái đoạn BQ này em. Chứ không phải BMN nha. Đây là BQ, game sửa lại thầy cái đề một xíu. Ok. Do trong quá trình do nó nhiều quá nên là thầy có một chút xíu nhầm lẫn ở trên cái đề. Như vậy thì ở đây người ta hỏi BM bằng bao nhiêu, thầy sẽ vẽ hình ra để các em thấy nhé. Ở đây là đoạn thẳng BQ này. Và cái đoạn này là bằng 8 cm này. M là trung điểm, trung điểm là điểm nằm giữa và cách đều. À đây chứng tỏ BM này sẽ là bằng mấy em? BM này sẽ bằng 4, nghĩa là BM này theo cái công thức nó sẽ bằng BQ chia cho 2. Nghĩa là bằng 8 chia 2 sẽ bằng 4 cm. Đây, như vậy chúng ta sẽ chọn câu B. Được chưa? Ok. Thầy làm như này game rất là dễ hiểu đúng không? Và cảm thấy nó cũng rất là dễ dàng và gần gũi, chứ không chẳng có gì khó cả. Rồi ok. Chúng ta có câu số 4 nhé. Cho đoạn thẳng AB bằng 6 cm, điểm K nằm giữa AB, biết KA bằng 4 cm thì đoạn KB bằng bao nhiêu? Này cũng rất là dễ các em ha. Đoạn thẳng khi mà các em hiểu thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi các em không hiểu thì nó khó cực kỳ các em ạ. Như vậy đây là AB này. Cái đoạn này là bao nhiêu em? 6 cm này. Cái đoạn K là điểm nằm giữa nhưng mà KA thì bằng 4, chứng tỏ K nằm ở đây. Đoạn này là 4. Như vậy các em thấy này. Để tính đoạn KB, tính đoạn này thì các em thấy là gì? Ở đây AB thì bằng KA cộng cho KB. Tại vì K nằm giữa. Từ đây chúng ta suy ra KB này sẽ bằng AB trừ cho KA. Đây 6 trừ cho 4 thì bằng 2 cm, là KB chúng ta lại bằng 2 cm. Thì để làm như này cũng khác gì tự luận được em, đúng không? Trắc nghiệm nhưng phải giải thích như này, chứ không phải đùng đùng vào chọn à nó bằng 2 cm. Chúng ta nó ông thầy này giải chắc nhìn phần giải sao không biết nhanh dữ ha. Ok hết nào. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn nó là bao nhiêu, 2 cm đúng không? Câu D nha. Ok. Bây giờ chúng ta đi sang câu số 5 nha, để thầy gấp giấy của cái đây. Câu 1 này. 2 3 4 này. Như vậy 4 thì chúng ta sẽ chọn câu D nha. Được chưa? Ở đây đấy là 3B này. Rồi, thầy gấp cái tờ giấy lại nha. Không gấp thì thầy quay đầu lại. Rồi, câu số 5. Nếu DG cộng HG bằng DH thì DG mà cộng HG mà bằng DH, chứng tỏ điểm G này em. Đây chính là điểm gì? Điểm nằm giữa D và H. Em có hiểu không? Như vậy thì ở đây là điểm D nằm giữa HG, sai rồi. Tại vì đây HG là đoạn tổng này. HG đây chính là đoạn tổng đó em. Cái điểm thầy nói DH chứ. DH là đoạn tổng. EG chính là điểm nằm giữa, nghĩa là DG cộng với GH thì sẽ bằng DH. Như vậy thì ở đây điểm G sẽ là điểm nằm giữa, như vậy đây chính là câu B. Được chưa? Ok. Ta đi sang câu số 6 nhé. Như vậy đây câu B nha. Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài? Ví dụ thì nói các em đoạn thẳng AB bằng 4 cm, ví dụ thế, thì nó chỉ có mấy độ dài? Một độ dài duy nhất. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là một ở đây.
Ok, được chưa? Ta đi sang câu số 7. Cho hai tia AX và AY đối nhau, lấy điểm M nằm trên AX, điểm N nằm trên AY. Rồi bây giờ thầy sẽ tiến hành vẽ hình nha. Những cái nào cần nhanh thì thầy sẽ làm nhanh, nhưng ở đây thầy sẽ làm chậm một chút. Cho hai tia AX, AY đối nhau thì thông thường chúng ta sẽ vẽ đường thẳng XY như đây. Chúng ta lấy điểm A như đây thì cái tia, nghe thầy nhắc lại, thế nên là tia đối nhau và tia trùng nhau này. Tia đối nhau là ví dụ tia AX và tia AY đối nhau. Thứ nhất, nó có ba cái điều kiện này. Điều kiện thứ nhất, nó phải nằm trên cùng một đường thẳng này. Cái điều kiện thứ hai là gì các em? X và Y này nó nằm như nào? Khác phía với nhau. Được chưa nào? Hai điều kiện đó là cốt yếu. Được chưa nào? Còn tia trùng nhau á, thì nó sẽ nằm trên cùng một đường thẳng nhưng mà cùng phía. Và ở đây, điều kiện thứ ba nữa cũng rất quan trọng, đó chính là chung góc. Ở đây chung góc A này. AX, AY là chung góc A này. Được chưa? Như vậy thì ở đây người ta nói gì? Lấy điểm M trên tia AX ở đây, điểm N trên tia AY đang có, ở đây là điểm M nằm giữa A và N. M nằm giữa, sai, thấy chưa? Điểm B, câu B, điểm A nằm giữa M, N, câu vị đúng. M đây, N đây, A đây, đúng chưa? Điểm N nằm giữa, sai. Rồi, chứng tỏ đây chính là câu gì? Câu B này. Các em hiểu về tia chưa? Tia là nó cái phần gốc tia. Ví dụ thầy nói tia AY đi, thì ở bên đây chúng ta không được qua nữa, nó chỉ giới hạn tới chỗ gốc tia này, gốc A này thôi. Ví dụ giờ thầy nói tia trùng nhau này, tia trùng nhau ở đây là tia AN và tia AY gọi là tia trùng nhau, AM với lại AX là trùng nhau, còn AM và AN đây chính là hai tia đối nhau. Thông qua cái bài này để thầy nói luôn cả của cái tia đối nhau, tia trùng nhau để các em hiểu luôn. Được chưa nào? Ok, chúng ta đi sang câu cuối cùng nha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu B nha. 6 này chúng ta chọn A. Câu 8 đấy. Như vậy thì ở đây người ta nói gì? Cái điểm Y là trung điểm của đoạn thẳng MN. Đấy các em. Thì thứ nhất là nó phải nằm giữa. Thứ hai là hai đoạn này sẽ bằng nhau, nghĩa là IM bằng IN này sẽ bằng là gì? Theo công thức em thì sẽ bằng cái đoạn tổng này chia cho 2. Chứng tỏ ở đây chúng ta sẽ chọn câu gì? Câu B. Được chưa? Đó chính là phần trắc nghiệm. Ok, các em có hiểu không nào? Hiểu rồi, chúng ta kiếm được 4 điểm rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tự luận là 6 điểm nha. Phần tự luận em, phần luận chúng ta sẽ làm ở trong này luôn nha. Thầy cũng sẽ làm ở trong này luôn. Ở đây thầy sợ làm không đủ nên thầy sẽ chia làm đôi nha. Rồi ok, thầy trình bày từ đây qua bên đây nếu như mà đây nó quá dài. Bây giờ chúng ta hình học thì chúng ta cần phải đọc đề cho kỹ, vẽ cái hình cho đúng cái đã. Riêng cái vẽ hình đúng là chúng ta được 0,5 điểm nha. Vẽ tia AX, lấy điểm B thuộc tia AX, sao cho AB bằng 8 cm nha. Điểm M nằm trên đoạn AB, sao cho AM bằng 4 cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình như sau. Ở đây người ta nói là cho tia AX nên chúng ta cũng vẽ hơi dài một xíu nha. Như vậy AX thì góc tia là ở góc A, chứng tỏ ở đây chúng ta chấm một chấm lên A đây X này. Trên cái tia AX này người ta lấy cái điểm B, sao cho AB là bằng 8 cm, nhưng mà tí nữa AM là bằng 4 nè. Như vậy giả sử như thầy lấy ở đây là cái điểm B đây bằng 8 cm thì cái điểm M nó bằng 4, AM bằng 4 cm ở đây, nghĩa là cái đoạn này là bằng 4 cm này. Và cái đoạn thầy tóm tắt một xíu, ở đây là 8 cm. Ok, ở đây chúng ta có câu A này. Điểm M có nằm giữa A và B hay không, vì sao? Ở đây người ta hỏi là vì sao, nên người ta phải giải thích. Hiểu chưa nào?
Như vậy ở đây chúng ta thấy này, đầu tiên chúng ta kết luận điểm M có nằm giữa không? Có. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi là cái điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Cái được chưa nào? Vì ở đây chúng ta có thể giải thích vì này. Các em thấy là cái đoạn AM bằng bao nhiêu? Bằng 4, mà đoạn AB chúng ta bằng 8, chứng tỏ cái đoạn gì nhỏ hơn đoạn gì? À, đoạn AM nhỏ hơn đoạn AB, nên M này nó sẽ nằm chính giữa A và B. Được chưa? Rồi. Ở đây chúng ta ghi giùm thầy là vì AM nhỏ hơn AB. Thôi nè, ở đây chúng ta có thể minh họa là 4 cm. Nó nhỏ hơn 8 cm. Ok. Xong câu A nha. Thầy đang bị viêm mũi, viêm họng nhưng mà phải cố gắng nha. Các em thấy tiếng của thầy nó khác khác đúng không nè. Ta có câu B. So sánh MA và MB. Đây. Như vậy chứng tỏ chúng ta phải đi tính giùm thầy cái đoạn MB ở đây nữa. Như vậy vì M nằm giữa A và B, nên đó chúng ta có là MA cộng MB thì bằng AB. Chứng tỏ MB này là cái đoạn nhỏ, nên chúng ta sẽ lấy cái đoạn AB là đoạn tổng này. AB là đoạn tổng, ta trừ đi đoạn AM thì ra được đoạn MB. Như vậy đây 8 trừ 4 thì chứng tỏ cái đoạn này cũng sẽ là 4 này. Cái hiểu đó. Đó, nhưng mà chúng ta phải trình bày vô. Vì điểm M, chứ phải đùng đùng ghi ra công thức rồi tính nha. Vì điểm M nằm giữa A và B. Đó nè, nên ta có AM cộng MB thì bằng AB. Đó, từ đây chúng ta sẽ suy ra, ta trình bày một cách rõ ràng, rành mạch thì cái bài làm của chúng ta mới được điểm tuyệt đối được. Ta lấy AB trừ cho AM, nghĩa là bằng 8 trừ cho 4 thì bằng 4 cm. Sau đó chúng ta kết luận vậy. Vậy MB sẽ bằng 4 cm. Khi mà MB bằng 4 cm mà ở đây cái đề bài người ta yêu cầu là so sánh MA và MB. Như vậy thì để thầy trình bày mình biết bên đây. Như vậy thì chúng ta kết luận lần nữa là vậy. AM sẽ bằng MB và bằng 4 cm ở đây. Ta có câu C. M có là trung điểm của AB hay không? Vì sao? Như vậy thì đoạn này sau khi chúng ta tính xong thì nó cũng bằng 4 cm. Chứng tỏ M này chính là gì? Trung điểm của đoạn thẳng AB. Thì tại vì nó thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chúng ta có AM bằng M, AM bằng MM, thể hiện M này cách đều A và B. Và điều kiện thứ hai là M nằm giữa, nghĩa là ta có AM cộng MB thì bằng AB. Chứng tỏ M này chính là trung điểm của AB. Như vậy thì ở đây chúng ta có là theo câu A và câu B, chúng ta có AM cộng MB bằng AB, thể hiện M nằm giữa, đồng thời MA cộng bằng MB. Từ hai điều kiện này chúng ta suy ra M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Được chưa? Đó. Ok. Rồi, ta sang câu D nha. Câu D em, lấy n điểm, một điểm N thuộc tia AX trao cho AN bằng 12 cm. Ở đây bằng 8 12. Đây. Như vậy điểm N ở đây. Người ta yêu cầu em so sánh như đây. So sánh BM. BM bằng 4 rồi đúng không? Và đồng thời người ta so sánh BN ở đây. Nghĩa là người ta đi tính chúng ta BN. Mà trong khi đó cái đoạn tổng đó này, cái đoạn tổng này đã biết này, là 12 này. Như vậy thì ở đây khi mình nhìn hình đó, chúng ta phải biết cách chia hình. Ở đây để muốn tính BN, các em nhìn thấy 3 điểm thôi, A, B, N. Chúng ta dùng ngón tay chúng ta chia dùm thầy điểm M lại. Khi đó cái điểm B này này, nó sẽ nằm giữa hai cái điểm A và N.
Như vậy chúng ta có AB cộng BN thì bằng AN. Như vậy AN chúng ta bằng 12, AB chúng ta bằng 8. Chứng tỏ chúng ta lấy 12 trừ 8 thì chúng ta đoạn BN này cũng sẽ bằng 4 này. Nên là hai đoạn này sẽ bằng nhau này. Các em có hiểu chưa? Giờ chúng ta phải giải thích nha. Ở đây chúng ta cho phải đùng đùng ghi vì này. AB nhỏ hơn AN. Ở đây có thể cụ thể là 8cm nhỏ hơn là 12cm. Nên cái điểm B đây này nó nằm giữa A và N. Có đúng như nào? Đó. Như vậy ta có AB cộng BN thì sẽ bằng AN. Từ đây chúng ta sẽ suy ra BN sẽ bằng AN trừ cho A AB thì sẽ bằng 12 trừ 8 thì sẽ bằng 4cm. Vậy chúng ta kết luận ở đây. Vậy MB sẽ bằng là BN thì sẽ bằng 4cm. Rồi đây, một bài làm cực kỳ hoàn chỉnh cái đề bài nha. Thấy đề bài chưa? Thông thường ở toán hình thì thầy nghĩ sẽ có cái bài này. Các em nhé. Thầy nghĩ thế. Còn không biết là giáo viên bộ môn của các em sẽ cho ở cái đề như thế nào. Và mức độ ra sao thì thầy chưa nắm được. Tùy theo lớp chọn. Trường chuyên thì nó lại khác. Đề chắc chắn sẽ khó hơn. À. Đây, chúng ta nhìn tổng quan lại cái đề này nhé. Ở đây thầy điền tên của thầy nhé. Quả hôm qua. Lớp sau A nha. Điểm số 9 điểm rưỡi thôi. À, ở đây là vì chữ quá xấu. Ok. Rồi, ký tên. Rồi, ok. Thầy đang đùa cho vui nha. Để cho cái không khí chúng ta học cho nó thoải mái. Chúng ta xem một lần không hiểu thì chúng ta có thể xem lại một lần thứ hai. Đây, để trắc nghiệm nghe. Ta nhìn một cách tổng quát rồi trắc nghiệm. Chúng ta có thể xem và chúng ta có thể tự làm. Sang cái đề thứ hai, thầy sẽ cho em tự làm trước rồi chúng ta xem cửa clip sau nha. Đây nha. Câu A này, AB này. Hình vẽ CD, được chưa? Ok. Clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Clip sau ngày mai thầy sẽ cho em một cái đề nữa nhé. Hai đề, ok. Cảm ơn các em đã theo dõi clip của thầy. Nhớ đăng ký kênh, like, comment tích cực để ủng hộ thầy em nhé. Rồi, chào em nhé. Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Như vậy thì hôm qua thầy đã up cho các em ở cái đề 1 kiểm tra ở tuần 14 của hình học lớp 6. Không nào? Nghĩa là chúng ta đã học xong ở cái bài 10 trung điểm của đoạn thẳng. Ha, ok. Như vậy thì trong clip hôm qua thì cái thang điểm của thầy đó chính là 4 điểm trắc nghiệm và 6 điểm tự luận. Thì trong cái thang điểm trong cái đề này thì sẽ là 2 điểm và 8 điểm nha. Trong quá trình học mà các em cảm thấy hay thì các em nhớ đăng ký vào kênh, nhấn vào cái chuông. Và đồng thời cũng đừng quên like, comment, chia sẻ bài giảng giúp thầy với các bạn cùng trường cũng như trên Facebook các em nha. Ok, cảm ơn các em. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần 1, đó chính là trắc nghiệm. Hãy chép đáp án đúng vào bài kiểm tra, nghĩa là chúng ta khoanh trực tiếp vào ở trong bài này luôn nha các em nha. Thầy sẽ tiến hành hướng dẫn những cái bài nào cần thiết phải vẽ hình và đòi hỏi cái kỹ năng làm bài nhanh thì thầy sẽ nói nhanh, nhưng mà cái nào cần vẽ hình phân tích thì thầy sẽ phân tích để cho các em hiểu nha. Ta đi câu 1 em. Điểm A không thuộc đường thẳng D được ký hiệu là. Như vậy thì ở đây các em thấy này, ví dụ đường thẳng D đây, ví dụ chúng ta lấy một điểm A nằm bên ngoài như này, thì nghĩa cái điểm A này nó có thuộc đường thẳng D không em? À, nghĩa là nó không thuộc. Không thuộc nha. Như vậy ký hiệu này chúng ta đọc là con rồi. Còn ký hiệu thuộc này thì không đúng rồi. Cái này cũng không đúng. Cái này cũng không thể nào đúng đâu nè. Như vậy chỉ có cái điểm A này gọi là không thuộc. Không thuộc này các em này. Nếu như này là đọc là thuộc nhưng mà không thuộc là chúng ta xẹt xuống, nghĩa là A không thuộc đường thẳng D.
Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn thầy là câu C. Ở đây thầy chỉ đưa ra để mà chúng ta tham khảo, chứ thầy không biết chính xác là cái đề của các em hiện tại, giáo viên dạy trực tiếp của em là nằm ở đâu, nên chúng ta thông cảm. Và nó à sao thầy ra hai đề mà không giống bài của em hết, hết trơn gì hết là thôi tội thầy chết nha. Câu 2. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B? Nghĩa là ở đây thầy cho điểm A này, một cái điểm B bất kỳ, thì chỉ có mấy đường thẳng nha. Để thầy lấy cái thước, bộ đồ nghề của thầy nó đủ hết em. Nào bấm móng tay đây, đấy, một đống này. Như vậy thì đi qua hai điểm A và B nó chỉ có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B? Như vậy thì theo em có mấy? Đây. Chỉ có mấy? Chỉ có một đường thẳng duy nhất đi qua hai điểm, một và chỉ một thôi các em nhé. Như vậy ở đây chúng ta chọn thầy đáp án A. Ok. Ta đi sang câu số 3. Câu số 3. Cho hình vẽ, em hãy khoanh tròn vào câu đúng. Đây, hình vẽ đây các em. Thấy chưa nào? A nằm giữa B và C. Không thể, đây B nằm giữa A và C này. Có vẻ câu B này đúng không? Như vậy ở đây chắc chắn là câu gì? Câu B này, câu này dễ quá, không cần phải vẽ hình gì hết, nó đã có sẵn rồi. Ta đi sang câu 4 nhé. Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài? Như vậy mỗi đoạn thẳng nó chỉ có duy nhất mấy độ dài em? Một độ dài duy nhất các em nhé. Thì nói lại, mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài thì chúng ta chỉ chọn giùm thầy là bao nhiêu độ dài em? Một độ dài. Như vậy đây chính là câu D. Như vậy sau khi các em mà chọn được như vậy thì chúng ta đã có chắc được trong tay là 2 điểm rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tự luận 8 điểm nha. Một câu sẽ là 4 điểm. Chắc chắn chúng ta phải trình bày ở giấy riêng các em nha. Ok. Rồi chúng ta đi sang phần 2 là tự luận 8 điểm. Ta đi sang câu 1 nha. Thầy sẽ làm ở trong cái tờ giấy của thầy luôn để các em thấy. Câu 1. Ta có câu 1 4 điểm nha. Cho hai tia OX, OY không đối nhau và cũng không trùng nhau. Nhớ này, nếu mà đối nhau thì nó sẽ nằm trên cùng một đường thẳng, chung góc và nằm khác phía. Nhưng đây không đối nhau, mà ở đây là chung góc O này. Không trùng nhau chứng tỏ chúng ta vẽ ở hai tia như này, như này và như này. Được chưa nào? Đây. Như vậy thì thầy sẽ vẽ cái hình ra để các em thấy nha. Đây là trung hợp O. Chúng ta vẽ như này thì hai cái tia OX và tia OY nó không đối nhau cũng như không trùng nhau. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta có cái điểm A, câu A nhé. Câu A. Vẽ các điểm A và C thuộc tia OX sao cho O. O thì OC nằm khác phía đối với A. OC nằm khác phía đối với A chứng tỏ A nằm đâu? Nằm chính giữa O và C. Vẽ các điểm E, B thuộc tia OE sao cho OB nằm khác phía đối với E. Nghĩa là gì? E nằm chính giữa O và B. Mà ở đây người ta không cho điều kiện hết thì chúng ta cũng sẽ lấy tùy ý em nhé. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy A, ở đây thì lấy C. Đó nè, ở đây thì lấy E. Và ở đây thì sẽ lấy B. Đó, đúng theo cái yêu cầu của cái đề. Được chưa nào? Chúng ta đi sang có câu B nha. Vị điểm M là giao điểm của các đoạn thẳng AB và CE. AB đâu? Đây. CE đây em. 556, cái kỹ năng vẽ hình chúng ta phải có sẵn nhá, để lên lớp 7 chúng ta học cho nó dễ. Rồi. Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng trên hình. Câu này rất là dễ đúng không nào? Đây. Ta có câu B này, câu A thì chúng ta tự vẽ vẽ hình nha. Câu B này, bộ 3 điểm thẳng hàng. Rất rất là dễ ha. Ta nhìn trên hình giùm thầy nè. Đây. Ta có này, O, A, C. Một bộ này.
Cứ mỗi bộ thì cách nhau bởi dấu chấm phẩy nhé. O, E, B. A, M, B. C, M, E. Đó, đây chính là các cái bộ 3 điểm thẳng hàng. Được chưa? Chúng ta đi sang, chúng ta thấy rõ chưa nào? Chúng ta đi sang cái câu C nhé. Câu C là gì đây? Chỉ ra các cái tia trùng với tia OX, các tia đối với tia BI. Bây giờ trùng với tia OX trước. Như vậy tia OX ở đây, tia trùng nghĩa là nó thứ nhất là chung gốc và đồng thời nó nằm trên cùng một đường thẳng. Như vậy ở đây mà tia trùng với tia OX thì nó có mấy tia gam? À, nó có hai tia. Nó chính là tia OA và tia OC. Được chưa nào? Đó. Còn tia đối với tia BI, BI đây. BI thì nó nằm như vậy, nó phải chung góc B này. Chung B mà Y ở nằm ở phía bên đây thì chứng tỏ nó chỉ có một tia đối duy nhất, đó chính là tia BI phía bên đây thôi. Các em hiểu không nào? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Câu C là các tia trùng với tia OX là, đó chính là tia OA với lại tia OC. Được chưa nào? Đó. Các em hiểu không? Là tia OA với lại là OC. Một số bạn hỏi rằng thầy ơi, như vậy tia AC có đúng không? Không đúng nha em. Nếu bạn nào kể tia AC là sai, tại vì sai? Tại sao sai nè? Tại vì nó không chung góc. Ở đây là tia OX là góc O, mà các em kể là tia AC thì sai. Ở đây là góc A mất. Như vậy thì có hai tia trùng với tia OX, đó chính là tia OA và tia OC thôi. Các em nào chưa? Bây giờ tia đối nha. Các tia đối, các tia đối của tia BE là, đó chính là tia BI. Được chưa? Tia BI. Ta đã thấy rồi, thầy quay lại cái câu 1 để các em thấy cái đề bài hoàn chỉnh. Sau đó các em sẽ xem cái bài giải của thầy nha. Nó cũng khá là đơn giản hơn em ạ. Nếu chúng ta biết cách vẽ cái hình thì cái bài này hết sức là đơn giản. Chúng ta sẽ đi sang câu 2, cùng 4 điểm em nhé. Ta có câu 2 em. Thông thường thầy hứa cái điều gì thầy sẽ thực hiện đúng cái điều đó em. Cái tính cách và phong cách dạy của thầy là từ hồi giờ là trên mạng 3 năm nay em. Thầy dạy bắt đầu online là từ năm 2016 em ạ. Bây giờ 2018. Thì thầy nói thật sự là cái tính của thầy, thầy luôn luôn chia sẻ là gì? Một lời hứa đối với người thầy là nó cực kỳ quan trọng. Thầy đã không làm ví dụ như sách bài tập vật lý 6, 7, 8, cơ cả vật lý 9 thầy chưa dạy được. Tại vì sao thầy chưa dạy? Tại vì thầy chưa có thời gian để quay. Được chưa? Chúng ta đi sang câu 2 em. Trên tia OX lấy điểm AB sao cho OA bằng 3 cm và OB bằng 6 cm. Điểm A có nằm giữa O và B không, vì sao? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vẽ giùm thầy cái đúng kích thước luôn nha. Tại vì có 6 cm nên là trên thước này chúng ta đây xuất phát từ 0 này. Tia thì chúng ta cái phần này chúng ta sẽ vẽ dài ra, chứ đừng có vẽ giới hạn tới 6 này, người ta bảo là đoạn thẳng đấy. Như vậy gốc tia O ở đây, như vậy ở đây là 3 này. Ở đây là 6 này. Nha. Phần đoạn này chúng ta phải kéo dài ra nha. Chứ đừng là tiết kiệm mà tới cái chỗ 6 để dừng lại, người ta bảo là đoạn thẳng chứ không phải là tia. Như vậy đây chính là tia OX này. Ở đây chúng ta lấy cái điểm A này, đây chính là điểm B. Và cái đoạn này là OA này bằng 3 cm này. Và cái đoạn OB đây là bằng 6 cm này. Câu A này, người ta hỏi cái điểm A có nằm giữa O và B hay không, vì sao? Có hay không em? Có. Đầu tiên ta khẳng định là điểm A nằm giữa hai điểm O và B. À, vì cái đoạn thẳng OA nó nhỏ hơn đoạn thẳng gì? OB, nghĩa là 3 nhỏ hơn 6 cm. Xong. Được chưa nào? Ta có là cái điểm A nằm giữa hai cái điểm O và B. Vì OA thì nhỏ hơn OB,
Ở đây nó cách khác là 3 cm, nó sẽ nhỏ hơn 6 cm. Được chưa nào? Ta có câu B. So sánh OA và AB, OA và AB. Chứng tỏ ở đây chúng ta phải tính như thầy AB ở đây. Mà ở đây các em thấy điểm A đã nằm giữa O và B. Chứng tỏ chúng ta áp dụng công thức là gì? Ở đây đoạn tổng chúng ta là OB, như vậy chúng ta có OB thì bằng là cái đoạn nhỏ thứ nhất là OA cộng đoạn nhỏ thứ hai là AB. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tính ra được cái đoạn nhỏ AB này bằng cách nào? Bằng cách chúng ta lấy đoạn tổng OB trừ đi cho đoạn nhỏ thứ nhất là OA, nghĩa là lấy 6 trừ 3 thì chỗ đây sẽ là bằng 3 cm. Nghĩa là thầy biểu hiện luôn để chúng ta thấy nhá. Ok, ở đây chúng ta phải lập luận nha. Vì cái điểm A, luôn luôn phải nhớ có câu này các em nhé. Vì điểm A nằm giữa, chứ không phải đùng đùng ghi công thức ra thế vô tính là không không người thầy cô sẽ trừ điểm các em hết á. Nghĩa là các em sẽ không được điểm 10 nha các em nhé. Chỉ được còn 9, 9 rưỡi thôi. Thầy chấm mà không có câu này là thầy sẽ cho mất nửa điểm. Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Được chưa nào? Nên ta có là OA cộng OB thì sẽ bằng, ấy thầy nói OA cộng cho AB nhé thì bằng O, xin lỗi em nhé, do một thoáng mất tập trung của thầy và thầy nghĩ một vấn đề khác em ạ. Từ đây thầy suy ra cái đoạn AB sẽ bằng là OB trừ cho OA thì sẽ bằng 6 trừ 3 sẽ bằng 3 cm. Được chưa nào? Đó. Mà ở đây chúng ta có OA thì bằng 3 cm. Vậy chúng ta có OA bằng AB và bằng 3 cm. Xong. Câu B. Ta đi sang câu C nhé. Rồi, ta có câu C. C người ta hỏi là A có là trung điểm OB không? Vì sao? Như vậy điểm A này nó phải là trung điểm của OB không? À, theo cái bài số 10 người ta được học rồi, trung điểm là điểm nằm giữa thì nó đã nằm giữa rồi. Mà cái điểm A này nó cách đều O và B không? Có, tại vì OA thì bằng OAB. Chứng tỏ điểm A này cách đều O và B. Các em hiểu chưa nào? Như vậy chúng ta trình bày vào câu C. Đầu tiên chúng ta phải khẳng định trước điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB. Vì thứ nhất này, chúng ta có hai cái nguyên nhân, đó chính là cái điểm A nằm giữa hai điểm O và B, và cái nguyên nhân thứ hai đó chính là cái OA thì bằng AB và đây là bằng 3 cm, thì nghĩa là nó cách đều O và B. Xong cái đề của câu 2 em. Câu này thầy nghĩ các bạn đều tự làm được nha, đều tự làm được. Đây bài giải nha. Như vậy thì hồi nãy giờ chúng ta đã hoàn thành xong cái đề thứ hai, và sau cái đề thứ hai này thầy sẽ tiếp tục ôn tập cho em học kỳ 1, cũng như ra khoảng 2 đến 3 đề thi học kỳ 1, thì trong đó nó sẽ có tổng đại và tổng hình để chúng ta tham khảo các em nhé. Hiện tại trường thầy hiện tại là đang dạy ở tuần 14 luôn em. Thầy không biết là trường của em tuần bao nhiêu, nhưng trường thầy đã là tuần 14, thì khoảng tầm tuần 17 đến tuần 18 là đã thi học kỳ 1 rồi, khoảng 3 tuần nữa em. Ok. Và thầy nghĩ chắc cả nước cũng gần gần giống như thế, chỉ có các cái trường chuyên hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh với Sài Gòn, ở Hà Nội thì có thể một số trường học sớm thôi, còn trên cả nước tất cả các tỉnh thì gần như là giống nhau theo cái khung phong hóa chương trình của Bộ Giáo dục không nào. Rồi tới đây thì thầy xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã luôn luôn tin tưởng kênh của thầy và cô và đã đăng ký vào kênh. Nhớ giúp thầy chia sẻ bài giảng em nha. Ok. Và nhớ này, bạn nào mà chưa đăng ký vào sách bài tập học kỳ 1, cũng như nếu mà đã đăng ký học kỳ 1 rồi thì bảo bố mẹ đăng ký luôn ở học kỳ 2 để chúng ta học. Và cái này thầy đã quay xong hoàn chỉnh rồi nha, xong hoàn chỉnh luôn. Còn về nâng cao thì thầy cũng đang hoàn thiện, chưa bán cho em được, chưa có thể mở lớp được, nên em thông cảm, nói bố mẹ nghe em vậy nha. Ok, cảm ơn các em nha.